Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Trong cuộc chiến tranh cử Tổng thống Mỹ hiện nay, Đảng Dân Chủ cần số lượng lớn cử tri da màu đi bỏ phiếu ở Bắc Carolina. Nhưng tỷ lệ này lại đang giảm. Phải chăng đây là dấu hiệu cảnh báo cho bà Harris? Theo Politico, số phiếu bầu sớm ở Bắc Carolina cho thấy cử tri chủ yếu là người lớn tuổi và da trắng. Đây được cho là một dấu hiệu cảnh báo sớm đối với Đảng Dân Chủ, vì họ cần số lượng lớn cử tri da màu đi bỏ phiếu nếu Phó Tổng thống Kamala Harris muốn lật ngược thế cờ ở tiểu bang này. Tính đến ngày 30 tháng 10, cử tri da màu chiếm 18% cử tri trong cuộc bỏ phiếu sớm. Một số nhân viên của Đảng Dân Chủ cho biết họ phải tăng con số đó lên khoảng 20% để bà Harris có thể cạnh tranh trên toàn tiểu bang. Năm 2020, cử tri da màu chiếm 19% khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng sít sao ở Bắc Carolina. Đảng Dân Chủ thừa nhận rằng nếu không có sự thay đổi có lợi cho họ trong những ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sớm hoặc vào ngày bầu cử chính thức, thì có thể kết quả sẽ không mấy khả quan. Vào thời điểm này, năm 2020 có khoảng 36.000 người Mỹ gốc Phi đã bỏ phiếu trực tiếp so với năm 2024. Theo Thomas Mills, một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ tại bang Bắc Carolina cho biết, khoảng cách đó phải được thu hẹp trong số người Mỹ gốc Phi để Đảng Dân Chủ giành chiến thắng. Thừa nhận rằng số phiếu bầu của người da màu đang đà giảm, cựu dân biểu G.K. Butterfield tin rằng Đảng Dân Chủ sẽ thu hẹp khoảng cách, đồng thời dự đoán tuần này sẽ rất ấn tượng về tỷ lệ cử tri người Mỹ gốc Phi đi bỏ phiếu. Người này cho rằng cử tri da màu đã biết hậu quả của một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông Trump và tin rằng sẽ có một tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu giống như ủng hộ ông Barack Obama. Dữ liệu cử tri bỏ phiếu sớm cũng cho thấy tỷ lệ cử tri phụ nữ và cử tri vùng ngoại ô đang có lượng bỏ phiếu vượt trội cho đến nay, điều mà Đảng Dân Chủ xem là một dấu hiệu tích cực cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Cùng với đó, số lượng cử tri dưới 40 tuổi đi bỏ phiếu đang cải thiện trong những ngày gần đây. Các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã phải đối mặt với những thách thức trong việc thu hút cử tri da màu kể từ năm 2008 cho tới nay. Và đối với Phó Tổng thống Harris, đó không chỉ là vấn đề về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, mà còn là dấu hiệu của sự xói mòn ủng hộ bà ở Bắc Carolina, trong số những nam giới da màu, đặc biệt là nhóm trẻ tuổi, theo các cuộc thăm dò công khai. Bà Harris được kỳ vọng sẽ giành được đa số phiếu từ cử tri người Mỹ gốc Phi ở Bắc Carolina và trên toàn quốc, nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào với nhóm này cũng sẽ là một đòn giáng mạnh với Phó Tổng thống Mỹ. Quản trị viên của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Michael Regan, người đã vận động cho bà Harris trên khắp miền Đông Bắc của Carolina, cho biết: "Chúng ta phải tăng cường tập trung và thông điệp của mình tới các cử tri da màu, từ bây giờ cho đến ngày bầu cử." Đồng minh lâu năm của ông Donald Trump, Steve Bannon, đã được thả khỏi tù sau khi thụ án 4 tháng. Ông Bannon tuyên bố sẽ tập trung giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Theo Christy Brazier, phát ngôn viên của Cục Nhà tù Liên bang, Bannon đã rời khỏi cơ quan cải huấn liên bang ở Danbury, Connecticut vào sáng ngày 29 tháng 10, khi chỉ hơn một tuần nữa là đến bầu cử Mỹ. Bannon đã thụ án 4 tháng tù vì bất chấp lệnh triệu tập trong cuộc điều tra của Quốc hội về vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bannon phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 10. "Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cảnh tù nhân chính trị của chế độ Merrick Garland, Kamala Harris, Nancy Pelosi, ám chỉ đến Tổng trưởng Lý Mỹ và cựu Chủ tịch Hạ viện cũng như Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ." Ông Bannon cũng đã trở lại chương trình Postcard và chương trình trực tuyến của mình vào sáng ngày 29 tháng 10, nói rằng ông tập trung vào việc giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông chỉ trích Đảng Dân Chủ và chương trình nghị sự của họ, khẳng định rằng cựu Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã đưa ông vào tù để bịt miệng ông, mặc dù bồi thẩm đoàn đã kết tội ông và một thẩm phán đã tuyên án ông. Bannon nói, "4 tháng trong nhà tù liên bang không chỉ không làm tôi suy sụp mà còn trao quyền cho tôi. Tôi tràn đầy năng lượng và tập trung hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình." Bannon, 70 tuổi, đã đến nhà tù vào ngày 1 tháng 7 sau khi tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu hoãn án tù của ông trong khi ông kháng cáo bản án của mình.
một bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Biden có tội vào năm 2022 về hai tội danh coi thường quốc hội, một tội danh từ chối tham gia phiên điều trần trước Ủy ban Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 và tội danh thứ hai là từ chối cung cấp các tài liệu liên quan đến sự tham gia của ông vào nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược thất bại của ông trước ông Joe Biden trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2020. Khi bắt đầu thụ án vào tháng 7, ông Biden tự gọi mình là tù nhân chính trị. Ông nói vào thời điểm đó, tôi tự hào khi được vào tù, đồng thời nói thêm rằng ông đang chống lại Tổng trưởng lý Garland và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tham nhũng. Một hội đồng tòa phúc thẩm liên bang đã duy trì bản án của ông Biden vào tháng 5. Biden hiện đang yêu cầu toàn thể tòa phúc thẩm xét xử vụ án của mình. Nhóm luật sư của ông đã lập luận rằng lệnh triệu tập của Quốc hội là không hợp lệ vì ông Trump đã khẳng định đặc quyền hành pháp. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết ông Biden đã rời Nhà Trắng nhiều năm trước và ông Trump chưa bao giờ viện dẫn đặc quyền hành pháp trước ủy ban. Ông Biden phải đối mặt với các cáo buộc hình sự bổ sung tại tòa án tiểu bang New York, trong đó cáo buộc ông đã lừa đảo các nhà tài trợ đã quyên góp tiền để xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico. Biden đã không nhận tội rửa tiền, âm mưu gian lận và các cáo buộc khác. Phiên tòa xét xử vụ án đó dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12. Trong diễn biến mới liên quan đến cuộc đua Nhà Trắng, ngay trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tầm quan trọng của phúc lợi xã hội như các chương trình của chính phủ về lương hưu và chăm sóc sức khỏe, được gọi là an sinh xã hội và Medicare, một lần nữa lại được chú ý bởi nguy cơ phá sản trong vòng 10 năm với chương trình nghị sự của hai ứng cử viên. Hơn 71 triệu người ở Mỹ, gồm những người lao động đã nghỉ hưu và người khuyết tật đã nhận trợ cấp từ các chương trình của cơ quan quản lý an sinh xã hội vào năm 2023. Tuy nhiên, quỹ tín thác an sinh xã hội và Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi đang cạn tiền và nếu không có nguồn tài trợ mới hoặc cắt giảm phúc lợi, dự kiến sẽ phá sản vào năm 2035 và 2036. Cả hai ứng cử viên trong cuộc đua tổng thống năm nay là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đều đã cam kết bảo vệ quỹ tín thác an sinh xã hội và Medicare. Nhưng Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm đã công bố bản phân tích trong tuần này cho biết nếu không được giải quyết, chương trình kinh tế của bà Harris sẽ khiến an sinh xã hội phá sản trong 9 năm, trong khi ông Trump sẽ khiến chương trình này bị phá sản trong 6 năm. Cựu cố vấn cấp cao của Bộ phận Kế hoạch Chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lentaro rằng bằng cách giải quyết xung đột ở Ukraine, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giúp khôi phục quan hệ giữa Moscow và phương Tây. Ông nói nếu xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết, chính quyền ông Trump sẽ cố gắng đưa Nga trở lại phương Tây. Ông Berman xác định Trung Quốc, chứ không phải Nga, là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Ông Trump trong cuộc tranh luận bầu cử ngày 27 tháng 6 đã hứa rằng ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng thời, ông nhấn mạnh xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng Tổng thống Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, còn Đảng Cộng Hòa sẽ do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều đang cáo buộc lẫn nhau, làm suy yếu niềm tin vào kết quả công bằng của cuộc bỏ phiếu và cố gắng sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để tác động đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Trong khi đó, thì tờ Washington Post của Mỹ viết rằng Nga có thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Ấn phẩm cho biết, vào năm tới, thực tế nghiệt ngã của cuộc xung đột có thể dẫn đến một kịch bản, trong đó Nga phần lớn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bài báo lưu ý rằng quân đội của Ukraine đang cố gắng hết sức để giữ phòng tuyến ở phía đông của đất nước, nhưng đang mất dần vị thế ở một số khu vực. Tờ báo viết, hy vọng về một chiến thắng tuyệt đối đang mờ dần và sự ủng hộ của phương Tây đang suy yếu. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ năm 2024 sắp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt giữa hai ứng cử viên chính. Cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ. Đối với Nga, kết quả của cuộc bầu cử này không chỉ đơn thuần là một sự kiện chính trị, mà còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Nga từ lâu đã coi trọng kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử Tổng thống nào tại Mỹ. Theo nhiều nhà phân tích, Moscow có thể đang hy vọng vào chiến thắng của ông Trump, người mà họ tin rằng sẽ chấm dứt chính quyền Dân Chủ hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Nga lại cho rằng quan điểm này có phần xa rời thực tế. Họ nhấn mạnh rằng lập trường không thân thiện của Mỹ đối với Nga khó có thể thay đổi, bất kể ai trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Về phần mình, chính quyền của Nga vẫn giữ khoảng cách, không công khai ủng hộ ứng cử viên nào. Điều này xuất phát từ hậu quả của cuộc bầu cử năm 2016, khi Nga bị Mỹ cáo buộc can thiệp để ủng hộ ông Trump.
Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller sau đó không tìm thấy bằng chứng về sự phối hợp trực tiếp giữa chiến dịch bầu cử của ông Trump và Moscow. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!